đối với bị cáo Phan Xào Nam. Tại phiên tòa, Phan Xào Nam hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã công bố. Là người khởi xướng và chứng vai cho bản chỉ huy đối với nhóm đối tượng trong việc vận hành game bài tổ chức đánh bạc. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Phan Xào Nam đã thu lời bất chính được số tiền 1.475.063.029.176. Sau khi có tiền thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nước trung gian đến người thân, bạn bè để chuyển tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản. Trong đó có gửi Phan Thu Hương là gì của Nam là 236.069.225.930 đồng để kinh doanh mua nhà, góp vốn cổ phần và đầu tư kinh doanh vào 4 công ty là 92.820 triệu đồng, gửi ngân hàng Singapore là 3.5 triệu đồng. Nhưng đến nay điều tra thì chưa có kết quả theo quân đội tư pháp với cái số tiền 3.5 triệu đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa này, sau khi được nghiên cứu pháp luật hình sự, Phan Xào Nam đã xác định được hành vi sử dụng tiền do tổ chức phạm tội, tổ chức đánh bạc mà có, đã đầu tư vào kinh doanh chuyển ra nước ngoài là có dấu hiệu rửa tiền, nên đề nghị cơ quan pháp luật xử lý luôn trách nhiệm hình sự tại phiên tòa này, tránh việc tách ra làm bất lợi cho bị cáo. Và mặt khác thì các cái nội dung trên là do bị cáo Phan Xào Nam tự thú, nên cần được xem xét chấp nhận quy kết trách nhiệm luôn tại tòa. Do đó tổng số tiền Phan Xào Nam đã rửa tiền tính đến nay là 328.889.275.930 đồng. Riêng cái khoản 35 triệu đô la Mỹ gửi ngân hàng Singapore nếu sau này chứng minh là có thật thì sẽ chỉ thu hồi chu công, thì không vấn đề đặt ra sẽ trả trách nhiệm hình sự đối với Phan Xào Nam. Hành vi của Phan Xào Nam đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc quy định tại điểm B khoản 2.249 và tội rửa tiền quy định tại khoản điểm A khoản 3.251 bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2019. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ngoài các tình tiết quy định khung hình phạt thì Phan Xào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại điều 52 của luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ, Phan Xào Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B, F, T, V khoản 1, khoản 2 điều 51 bộ luật hình sự, đó là người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả. Và quy định tại bên điểm nhất là người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Điểm T, người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. Điểm V, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác. Ngoài ra, Phan Xào Nam còn được áp dụng điểm R khoản 1 điều 51 đối với tội rửa tiền, đó là người phạm tội tự thú. Nội dung nữa là bị can được hưởng khoản 2 điều 51 là đầu tư. Do có tình nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 nên bị cáo Phan Xào Nam cũng đầy đủ điều kiện để được áp dụng khoản 1 điều 54 để xử lý bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Về trách nhiệm hình sự, đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố Phan Xào Nam phạm hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền, áp dụng điểm B khoản 2 điều 249, điểm A khoản 3 điều 201 bộ luật hình sự sửa đổi năm 2019, điểm B, F, T, V, R 2 điều 51 khoản 1 điều 54 điều 55 bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017. Phạt Phan Xào Nam
xem. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành